Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ sinh năm 1966, Nam mạng là tuổi bính ngọ. Ấy. À, trong 6 tháng cuối năm lịch xem tốt xấu ra sao, vận hạn như thế nào và làm gì để cải thiện được cái vận may tài lộc của mình. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 nam mạng trong 6 tháng cuối năm âm lịch, tức là từ 6 tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đến tháng 12, xem cho tháng này thì tháng nào tốt, tháng nào xấu và gia chủ việc cần phải lưu ý điều gì. Và với những người tuổi Bính Ngọ 1966 thì tháng nào có lộc, tháng nào thì cần phải chú ý những điều gì? xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Thì đầu tiên để xét về cái vận trình 6 tháng cuối năm âm lịch thì chúng ta cũng điểm qua tổng quan về cái vận hạn của những người tuổi Ngọ trong cái trong cái năm 2023 năm quý mão thì quý vị biết đấy năm 2023 năm quý mão chúng ta có ngọ đúng không ạ ngọ gặp mão đấy ngọ hỏa gặp mão mộc đúng không ạ tức là trong cái năm 2023 thì cái những người tuổi ngọ ấy, gặp cục diện là tương phá với thái tuế đấy, tương phá thái tuế vậy nên là sẽ nó chịu cái tác động từ cục diện tương phá ấy, những người tuổi 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 bính ngọ 1966 ấy thì được nhắc nhở là nên chú ý đến những cái hạng mục công việc còn dở dang tập trung giải quyết gọn gàng và hạn chế lo chuyện bao đồng và trong thời gian này thì cũng báo, hiệu cho quý vị biết là cái tuổi 1966 bính ngọ này dễ vướng vào cái chuyện là khẩu thiệt thị phi và dễ chịu, chịu những chuyện lời ra tiếng vào tay bay vạ gió từ người khác đó do cục diện bị là bị gì? tương phá với thái tuế vậy nên là những người tuổi bính ngọ 1966 trong năm 2023 năm quý mão thì cũng luôn mang bên mình một cái kim bài thái tuế nhé để được trợ vận hộ thân đó. thì để hóa giải năm 2023 năm quý mão thì có năm con giáp bị phạm đúng không Đó là tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dậu và tuổi Thìn. Đấy thì có năm con giáp này thì nên mang theo bên mình cái kim bài thái tuế để được trợ lực hộ thân nhé. Tiếp theo, chúng ta xét về những người tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta có Bính này. Bính mà gặp quý đúng không ạ? Bính gặp quý thì nó gọi là chính quan. Nó gặp được chính quan đấy thì nó báo hiệu rằng trong thời gian này thì mặc dù là bị cái cục diện thái tuế nó khác nhưng mà vẫn được người khác giúp đỡ. Và các bác trong thời gian này cũng lạc quan, khá là lạc quan đi làm thì cũng vui vẻ và phấn khởi đó bên cạnh là bên cạnh đó là trong thời gian này thì cũng một số người tuổi ngọ từ bính ngọ một chín sáu sáu ấy cũng rất, rất dễ là gì thi cử hoặc xin việc đi bầu cử hoặc là tham gia các hoạt động xã hội ấy. thì và gì cũng sẽ được quý nhân đứng ra giúp đỡ vậy nên là các bác cứ mạnh dạn đề cử trong thời gian này nhá cứ tháng 3 không được thì tháng 6, tháng 9 vân vân nói chung là cứ đề cử được tháng nào thì hai tháng đấy à, bên cạnh đó chúng ta biết những người tuổi bính ngọ một chín sáu là là số dương nam đúng không và năm 2023 nghìn năm quý mão là 58 tuổi Năm 8 tuổi thì gặp cái sao hạn là sao Thái Bạch Các cụ nói đấy, Thái Bạch là quét sạch cửa nhà đúng không ạ? Thì đây là một cái hung tinh được xem là cái sao xấu nhất trong 9 ngôi sao Trong hệ thống kiểu diệu ấy Nó bất lợi cho nam giới à, Vì thế mà những người nam giới bị sao Thái Bạch nó chiếu này Thì thường là tổn tài đúng không ạ? Tổn hao về cái tài, cái, cái tài sản đấy, Và cũng sức khỏe cũng bị xấu Và nó xấu nhất đặc biệt phải lưu ý là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 Cái cái hạn toán tận đúng không ạ? Toán, toán tận đúng không ạ? thì ngày xưa các cụ nói là toán tận vận đến thình lình đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi đó và trong tám cái niên hạn thì hạn cái hạn toán tận này nó cũng là một cái hạn chủ về sự tiền bạc đấy nó chủ về chuyện hao tán về 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 tài sản cái hạn này thường là đến bất thình lình và khó có thể mà, mà mà giải giải quyết được đúng không ạ và nam thì thường là gì nam giới thường nặng hơn với nữ giới đấy nhắc đến hạn này thì ngày xưa các cụ có câu là gì toán tận vẫn đến thình lình đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi tức là khi gặp cái hạn toán tận này thì sẽ chủ về chuyện mất mát về tài sản và tiền bạc và không dự tính được cái sự mất mát này xảy ra ấy, thì uh, trong nhiều trường hợp có thể do các bác bị mất cắp mất trộm hoặc có thể là làm ăn thua lỗ đó thì nói cách khác cái 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 gặp cái, 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 cái hạn này ấy, thì dễ gặp cái chuyện trộm cướp bươn gươm đào Mà cũng dính dáng nhiều tiền bạc vậy nên là các bác phải hết sức cẩn thận nhé đặc biệt là những người mà làm ăn bất chính thì gặp cái gặp cái sao này thì thì khỏi phải nói dễ bị lao lao tù dễ dính cái chuyện lao tù trong năm ấy thì những người tuổi bính ngọ mà thứ 6 thì không bị phạm kiếm lâu, không bị phạm hóa ốc, cũng không bị phạm tam tai nhé. như vậy là gì? những tuổi này, tuổi này có thể là gì? xây nhà được, xây nhà được. đó. và để hóa giải cái hạn sao thái bạch và hạn toán tận ấy thì đúng không? chúng ta nên những người tuổi bính ngọ ấy, hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn. cái linh phù giải hạn sẽ giúp quý vị và các bạn rất giải hạn, giải được cái vận hạn này đi, sẽ giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn đó. bên cạnh đó thì thù phù thì đã được khai quang trì chú và xem phải sử dụng đấy quý vị nhớ là nếu mà quý vị liên hệ quý vị Thỉnh phù ấy, quý vị liên hệ số là 0989 919 để được tư vấn kỹ hơn và để lại ngày tháng năm sinh để được xem ngày sử dụng, khai quang và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi đó vật phẩm sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất. Đó. Đó là tổng quan vận hạn của những gia chủ tuổi ấy Bính Ngọ 1966 trong năm 2023 nó năm quý Mão. À, tiếp theo bây giờ là chúng ta xét đến tử vi của từng tháng một nhé từ tháng 1 à từ tháng tháng 6 đến tháng 12 trong 6 tháng cuối năm xem tốt xấu ra sao và các bác phải cần lưu ý những điều gì. Đầu tiên trong năm 2023 quý mã chúng ta có cục diện là ngọ và mùi là là nhị hợp. Đó. Thì cái cục diện nhị hợp này, này nó cũng báo hiệu cho các bác là trong năm năm nay á trong cái tháng 6 này công việc có nhiều cái bước tiến rõ rệt. Các bác thì thời gian này làm việc sẽ thông minh hơn, sẽ nhạy bé hơn và biết cách vun vén cho công việc À, nên là gì công việc sẽ hanh thông thuận lợi bên cạnh đó sẽ được quý nhân lục hợp nó giúp giúp đỡ vậy nên là sẽ được hanh thông và và may mắn đấy còn với những người làm ăn xa ấy, thì bước đầu hơi khó khăn vất vả nhưng mà về sau cũng có quý nhân phù trợ và cũng sẽ giải quyết được mọi việc đó đó là chúng ta có bính à, ngọ gặp mùi đó thứ hai là có bính gặp à, chúng ta có bính à, bính mà gặp quý thì nó là gì nó là chính quan à, chúng ta có bính gặp quý nhá bính này bính bính hỏa mà gặp quý thủy thì thủy hỏa là tương khác đúng không? nó là thương quan nó là thương quan thì khi bị thương quan năm vận ấy, thì các bác nên cẩn thận với công việc đấy rất dễ bị kẻ tiểu nhân nó đứng đằng sau nó hãm hại đấy, nó khiến cho gì phải mất công mất việc mất chức mất quyền đấy và trong thời gian này thì các bác làm gì cũng phải cẩn thận hết sức cẩn thận với họa tiểu nhân đấy làm gì cũng phải có quyết tâm cao thì mới thành công được và những gia chủ tuổi bính ngọ trong thời gian này nên bỏ cái tính là cả theo trong chán đi đấy và làm cái gì thì phải làm đến nơi chốn nhá thì mới thành công được vậy trong thời gian này lại có gì là trong cái địa chi mùi mùi là ẩn tàng thiên can là kỷ ất và đinh đúng không ạ chúng ta có bính gặp kỷ nó vẫn là gì vẫn là thương quan để thương quan lâm vận thì vẫn cẩn thận đến kẻ tiểu nhân ám hại đúng không ạ vậy nên là trong thời gian này để hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại ấy, thì những gia chủ tuổi bính ngọ một số sáu thì quý vị hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất được làm từ ba hạt đá mã não trên có khắc cái linh vật tam hợp của quý vị đó. và vòng được làm bằng từ gỗ xưa hay là gỗ tử đàn ấy là những loại gỗ quý mà được được chế tác trong phong thủy làm những cái vật phẩm phong thủy chiêu tài cũng như là kỵ tà hóa sát vậy nên là khi mà kết hợp cái vòng tam hợp quý nhân với cái hạt đá hạt đá gỗ xưa ấy, hoặc là hạt đá hạt gỗ huyết long à khi mà kết hợp cái 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 bộ tam hợp lên đá mã não kết hợp với lại cái vòng gỗ như gỗ tử đàn hay là gỗ, gỗ 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 xưa ấy nó sẽ lại mang lại cái tác tác dụng phong thủy giúp hòa hợp mà quý nhân cũng như là để được 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 gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ hóa giải những cái chuyện thị phi hóa giải những chuyện xung khắc khẩu thiệt trong cái cuộc sống đấy đặc biệt là trong công việc khi mà bị tiểu nhân ám hại thì quý vị nên mang theo quý nhân bên mình mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên mình để được trợ vận hộ thân cũng như là gì giúp hóa giải những khẩu thiệt thị phi và từ đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn đó vòng cũng đã, cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngay sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị uh, hoàn toàn yên tâm nhé à, quý vị thỉnh vòng nên liên hệ trực tiếp với số là 0989349119 nhé À, tiếp theo chúng ta có là bính này mà gạo ất thì nó là chính ấn đúng không? tức là chính ấn gặp được chính ấn trong thời gian này thì cái chính ấn nó nói là một điều là trong thời gian này thì cũng có lợi cho các bác về cái chuyện là xin tăng lương tăng chức nếu mà trong thời gian trước đó các bác đã làm công việc tốt rồi thì thời gian này rất dễ có cơ hội được thăng lương tăng chức và công việc nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn vậy nên là các bác có thể là gì để đề nghị được thăng quan tiến chức đề nghị được tăng lương tăng thưởng trong thời gian này thì cũng rất là rất là hợp lý đúng không ạ bên cạnh đó chúng ta có bính gặp kỷ thì nó là gì nó là kiếp tài bị kiếp tài lâm vận ấy thì phải nói là cái công việc ấy, thì cũng khá là vất vả và kém may mắn lúc nào cũng trật vật bận rộn và có tiểu nhân đeo bám vậy nên là các bác nhớ là trong tháng 6 ấy hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất đó đó là tháng 6 còn về sức khỏe à, về tình cảm thì ok này tình cảm thì ok sức khỏe thì chúng ta có ngọ mùi tức sinh nữa ngọ mùi là ngọ hỏa mùi thổ hỏa thổ tức sinh cũng là tốt như vậy trong cái phần tháng 6 này này các bác chú ý về phần công việc công việc thì dính là cái thị phi thôi thị phi và tiểu nhân đấy vậy nên mình cần hóa giải nhé các bác nhớ là sử dụng vòng tam hợp quý nhân Đó. tiếp theo chúng ta xét tháng 7 tháng 7 là tháng canh thân chúng ta có ngọ hỏa thân kim đúng không ạ hỏa kim là tương khắc gặp cục diện tương khắc thì cái chuyện tình cảm nó gặp nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống nó đi xuống đấy con đường tình duyên thì nó hay nảy sinh ra những mâu thuẫn và các bác lúc nào cũng gặp nhiều chuyện buồn chuyện buồn hơn là chuyện vui và luôn thấy là gì cảm giác bị khắc chế bị khó khó chịu đấy có lẽ là vì cho công việc nó gặp nhiều cái chắc trở nên là các bác đã không còn được quan tâm đến 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 bạn đời của mình nhiều nữa vậy nên là các bác phải hết sức chú ý cần phải tích cực tâm sự với bạn với bạn đời nhiều hơn đó tiếp theo là chúng ta có bính bính hỏa gặp canh kim đúng không ạ thì nó là nó là thiên ấn gặp cái thiên ấn trong thời gian này thì nó được trợ lực nó được được trợ lực nên là những người mà làm quản lý làm quan chức ấy, hoặc là những người buôn bán kinh doanh ấy thì cũng sẽ được là trợ lực trên con đường công danh sự nghiệp và thời gian này thì những người làm quản lý những người làm các bác muốn tham quan tiến trước thì cũng rất dễ bởi vì trong thời gian này thì các bác đã có tiếng nói nói người khác phải nghe trong tiếng họ có tiếng nói trong cơ quan trong gia đình cũng như là trong mọi nơi nói chung là thời gian này thì nói người ta sẽ nghe đó à chúng ta có này thân này thân thì sẽ ẩn tàng ba thiên can canh nhâm và mậu đó. thì chúng ta có gì bính gặp canh thì nó là thiên ấn đúng không ạ thì tôi đã nói trên rồi có gì nhâm nhâm gặp bính nó là gì nó là chính quan chính quan cũng nói một điều là công việc thì thời gian này bác, các bác vẫn tập trung vào công việc và cũng khá khăng hái phấn khởi làm việc không ngại gian khó không, không ngại khó không ngại khổ bính gặp mộ là thực thần thì nó báo lên rượu rằng trong thời gian này thì cũng có lọc ăn uống Lọc ăn uống có thể là được bạn bè mời đi chơi hoặc là được công ty tổ chức liên hoan à, mừng sinh nhật đó chẳng hạn vân vân đó hoặc là được con cái tặng quà cho tặng quà cho nhân cái lúc mà uh, họ làm ăn được đấy thì đây là cái tháng 7 cũng là một tháng mà nói chung là công việc thì may mắn đúng không ạ nhưng mà trong thời gian này thì những người tuổi những người tuổi tuổi bính ngọ mà số sáu ấy làm gì phải cẩn thận nhé và các bác nên làm việc chính nghĩa ấy. đừng đừng làm những việc bất bất nghĩa mà mà có cái liên tướng quân này nó sẽ làm cho các bác mà liên quan đến những công việc mà không 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 chính đáng ấy thì nó rất dễ bị 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 bị, gì? bị trừng phạt đó đó là với tháng 6 thì cái tháng 6 các bác lưu ý này tháng 6 cần chú ý về thứ nhất là tình cảm thứ hai là sức khỏe sức khỏe là gặp cục diện hỏa kim tương khắc đâm ra nó cũng bị giảm thế là tình cảm ấy thì sẽ xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn mà để hóa giải chuyện tình cảm này thì các bác nhớ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất đấy mang theo quý nhân bên mình để hóa giải những thị phi hóa giải những xung khắc vợ chồng cũng như là hóa giải những xung khắc trong công việc đây này đặc biệt là có thằng thằng, thằng, thằng thằng, sức khỏe nó kém này đó tiếp theo các bác sẽ đến tháng 8 này tháng 8 của những người tuổi bính ngọ thì như nào đúng không ạ tháng 8 chúng ta có ngọ và dậu thì cũng là cục diện tương phá vậy nên là gì tình cảm, tình cảm nó cũng bị đi xuống đó. Gặp cục diện tương phá này thì các bác nên là tức là cái 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 tuổi này sẽ rất khó có thể là hòa với nhau được đấy. Gặp cái tình trạng tương phá này thì trong cái chuyện tình cảm ấy nó sẽ có dấu hiệu là đi xuống, bị nhiều khó khăn và cũng để gặp nhiều cái nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Đó. Hơn nữa là gì chúng ta có cục diện là ngọ hỏa khắc khắc dậu kim đúng không ạ? Thì dẫn đến chuyện là cái sức khỏe sức khỏe cũng kém. Vậy nên trong thời gian này các bác cũng nên là đầu tư về sức khỏe của mình nhiều hơn, để luyện tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng cường ăn những cái món ăn bổ dưỡng, nhiều chất dinh dưỡng, hạn chế rượu bia các chất cay nóng, nó, nó nó ảnh hưởng đến, đến 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 gan đến thận của các bác. đó Tiếp theo chúng ta xét đến đến Thiên gan Bính mà gặp Tân thì nó là Chính Tài à, Chính Tài nói lên rằng rằng là trong thời gian này thì công việc của các bác được thuận lợi, đó, thuận lợi nhờ có Chính Tài nó giúp đỡ nên là con đường sự nghiệp sẽ gặp nhiều cái may mắn bất ngờ. Đấy. Các bác đi làm chăm chỉ thật thà, không thích gian dối nên là cũng được lòng cấp trên, được lòng cấp dưới. Đấy và trong thời gian này thì thì lại được gì chính tài hỗ trợ. Vậy nên là công việc sẽ gì rất lợi cho các bác khi mà khi mà đang làm công việc chính. Đấy. Và các bác cũng sẽ gì làm được tìm được cái nhiều cái mối nào ăn mới và làm ăn sẽ nhẹ bén hơn. Từ đó thu về không ít cái lợi nhuận, không ít cái lợi nhuận. Đấy. Chúng ta có dậu thì ẩn tàng cái thiên can là tân đúng không ạ? Thì bính gặp tân nó vẫn là chính tài. Tức là gì? Bên cạnh cái tài chính này ra rồi thì nó còn được cái tài ở thiên can tàng nó ủng hộ nữa. Vậy nên là những người tuổi dậu ấy, đây là một cái tháng may mắn với những người tuổi dậu nhé. May mắn. May mắn về cái chuyện là tiền bạc, công việc. Đó. Chỉ sức khỏe và tài chính nó đi xuống một chút thôi. Đó. Nhưng mà các bác lưu ý này, khi có tiền rồi cũng cần lưu ý nhé. Nó có lưu nên tiểu hao nó ăn ngữ này. Tiểu hao nó ăn ngữ. Thì nó nên nói rằng nó sẽ mất mát về chuyện tiền bạc thì các bác hãy để cho nó mất một cách hợp lý đúng không? như là các bác nên là đi mời đối tác đi ăn hoặc là tham gia vào đầu tư kinh doanh một khoản tiền nào đó để đỡ bị mất đi đúng ạ và nói gặp một cục diện tuế phá thì tuế phá cũng nói rằng là gì trong thời gian này thì có lưu nên lưu nên tuế phá nó đáo đến ấy. vậy nên là cũng xảy ra nhiều chuyện vấn đề với các bác để đặc biệt là những người tuổi ngọ bị phạm thái tuế vậy nên là các bác nhớ là luôn mang theo bên mình cái kim bài thái tuế nhé có thể đặt trong ví trong túi trong ốp điện thoại mang luôn nói chung làm cái nào luôn mang theo bên mình để có được cái may mắn có sự trợ lực từ, từ 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 từ, thái tuế và giúp cho công việc được thuận lợi hơn đó đó là tháng 8 tiếp theo chúng ta xét tháng 9 tháng 9 là tháng nhâm tuất thì chúng ta có ngọ gặp tuất thì được bộ tam hợp là dần ngọ tuất đúng không ạ dần ngọ tuất tam hợp nó phù trợ vậy nên là những người tuổi mới ngọ ấy, có được cái cơ hội gặp gỡ được cái quý nhân đấy thì quý nhân sẽ giúp đỡ các bác trong cái công trình công an sự việc nghiệp của mình đó. thì quý nhân sẽ giúp bác các bác thuận lợi trong cái công việc của mình đấy họ sẽ giới thiệu cho các bác những cái cơ hội làm ăn mới cái cơ hội phát triển mới và cái những cái cơ hội hợp tác vô cùng đáng quý đấy. đấy thì cái những cái người quý nhân này có thể là bạn bè có thể là anh em có thể là đồng nghiệp cũng có thể là sếp của các bác. vậy nên là các bác cần phải trân trọng khi mà có được cái cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân giới thiệu cho mình ấy, thì mình phải hết sức trân trọng và sớm mà gì làm theo làm làm theo những lời của họ để để được có được cái tài lộc như ý đó. bên cạnh đó chúng ta có bính gặp nhâm nó là thất sát nó là thất sát đúng không ạ? thì gặp cái cục diện thất sát hay là gọi là thiên quan ấy thì nó chiếu vận thì các bác nên cẩn thận trong cái công việc là dễ bị tiểu nhân hãm hại nói chung là trong thời gian này các bác khó tránh được khỏi tiểu nhân lắm đấy có tiền rồi đúng không ạ có tiền rồi thì kiểu gì cũng có người khác nhòm ngó công việc thuận lợi thì sẽ có kẻ gan ăn tức ở đó vậy nên là trong thời gian này thì dễ xảy ra cái chuyện tranh đấu chuyện khẩu thiệt thị phi vậy nên các bác là người thông minh thì các bác nên không nên gì không nên nóng nảy không nên bị để bị kích động đấy nếu mà khi mà các bác nóng nảy các bác kích động thì sẽ là cái cơ sở sẽ là cái sơ hở để cho kẻ xấu thừa cơ mà phá hoại cái sự nghiệp phá hoại sự nghiệp của mình vậy nên các bác hết sức yên tâm à, hết sức là phải cẩn thận nhé đó bên cạnh đó thì các bác nhớ luôn mang theo bên mình cái vòng tăng hợp quý nhân là dần ngọ tuất đấy mang theo quý nhân bên mình để hóa giải những xung sát những thị phi mà quý nhân giúp đỡ thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn nhiều đó tiếp theo là trong cái tháng này thì chúng ta có tuất này ẩn tàng ba thiên can là mậu đinh và tân đúng không ạ chúng ta có bính gặp mậu thì nó là thực thần thì có nói là một điều là trong thời gian này thì các bác có lọc ăn uống có lọc ăn uống có lọc về tiền bạc thì cái lọc này có thể là đến từ nhiều nơi đấy có thể là thời gian này các bác làm ăn tốt thì xếp thưởng chẳng hạn hoặc là cũng có thể là đối tác đối tác tặng quà hoặc là cũng có thể là con cái nó đi xa về nó tặng quà hoặc là bạn bè người thân tặng quà vân vân vâng. nói chung là tháng này là có lọc nhé à, tiếp theo chúng ta có có bính gặp đinh thì nó kiếp tài thì trong cái thời gian này thì nó vẫn có gì vẫn có những cái 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 hung tinh hung tinh nó ẩn tàng nó nó tìm cách phá hoại các bác vậy nên là các bác hành động phải cẩn thận bên cạnh đó gặp tân là chính tài thì nó nói rằng là cái công việc của bác các bác vẫn gì mặc dù là có có tiểu nhân đấy nhưng mà nó vẫn thì vẫn được vẫn được thuận lợi đó bên cạnh đó lại có hai lưu niên là long đức đó long đức và thanh long thì đây là hai sao tốt nó giúp cho vận trình sự nghiệp sẽ được tốt lên như vậy là trong tổng quan trong cái tháng 9 ấy trong tháng 9 này này thì nó cũng không bị xấu nhá không bị xấu quá Đấy, tình cảm tình cảm nó cũng diễn tương sinh tình cảm thì là cũng tốt lên này đó sức khỏe thì cũng tốt lên này đó và tiếp theo là gì công việc công việc thì sẽ ở, sẽ ở mức là bình thường bình thường nhé đó đó là tháng 9 âm lịch tiếp theo chúng ta sẽ tháng 10 tháng 10 là tháng quý hợi để chúng ta có ngọ ngọ hỏa gặp hợi thủy là xung khắc thời gian này thì sức khỏe xuống là tình tình cảm nó xuống đúng sức khỏe thì cũng sức khỏe cũng không được đảm bảo cũng đi xuống bên cạnh đó chúng ta có bính gặp quý thì nó là gì nó là chính quan nó gặp chính quan cũng nói lên một điều là trong thời gian này thì những người tuổi những người tuổi tuổi, tuổi bính ngọ này đấy công việc thì rất là thuận lợi nhờ chính quan giúp đỡ à, khi mà các bác đi làm ăn buôn bán ấy thì lúc nào với tinh thần là vui vẻ phấn khởi và từ đó sẽ giúp các bác là kết giao được với nhiều người hơn à, cái quan điểm ham học hỏi của các bác cũng sẽ được 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 bạn bè được đối tác ghi nhận đấy và các bác cũng là người không ngại những cái khó khăn không ngại gian khổ vậy nên là trong thời gian này nếu mà những người mà làm trong cái công việc đang định có ý định ý định làm việc như là thi cử xin việc hoặc đi bầu cử ấy, hoặc là muốn tăng lương tăng thưởng ấy thì đây cũng là một cái thời gian mà hết sức là phù hợp đấy sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ nên là mọi sự may mắn và hành thông nó sẽ đến với những người tuổi những người tuổi ngọ đó. như vậy tình cảm xung khắc một chút thôi đó nhưng công việc vẫn 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 ok đúng không ạ bên cạnh đó là chúng ta có bính này trong hợi hợi thì ẩn tàng hai thiên can là nhâm và giáp để bính gặp nhâm thì nó là thất sát mà bính gặp mà giáp thì nó là thiên ấn thì cái thiên ấn nói là một điều là trong thời gian này thì các bác vẫn được thì, à, vẫn được là quý nhân tương trợ nhá nhưng mà có cái thằng thất thất sát này này thất sát này nó ăn ngữ thì nó nói là trong cái cái tháng tháng 10 lịch này thì công việc thuận lợi đấy nhưng mà luôn luôn nó kẻ kẻ xấu nó rình rập nó rình rập nó phá hoại vậy nên các bác nhớ là luôn mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải đó bên cạnh đó thì lại có lưu niên gì bạch hổ bạch hổ nó ảnh hưởng đến cái về sức khỏe cái này còn kình dương nữa Kình dương bạch hổ lực sĩ thì đây là ba cái hung tinh mà nó làm ảnh hưởng đến vận thế cũng như là cái sức khỏe của các bác đặc biệt thằng bạch hổ này bạch hổ thì nó ảnh hưởng trực tiếp nó gây ra những cái họa bất ngờ như họa huyết quang hoặc tai nạn về những vật sắc nhọn vậy nên là các bác từ bính ngọ mà chín số sáu cần phải lưu ý nhá lưu ý về sức khỏe đi đường tham gia giao thông thì cần cẩn thận đội mũ để nó là hoàng thứ hai là đi khi sử dụng các vật sắc nhọn dao kéo để làm việc thì cũng cần cần hết sức lưu ý đó, đó đó là cái tháng 10 tiếp đến chúng ta xem tháng tháng 11 tháng 11 là tháng giáp tý đúng không ạ tháng giáp tý gặp cục diện là tý ngọ là tương xung đó gặp cục diện tương xung ấy thì những người tuổi bính ngọ một chín sáu sẽ phải đối mặt với nhiều cái chuyện buồn trong chuyện tình cảm đấy không khí gia đình đúng động nặng nề căng thẳng vợ chồng lục đục bất an và không kiểm soát được à, nếu mà các bác mà không kiểm soát được cái cảm xúc của mình ấy, thì rất dễ, dễ làm cho người khác bị tổn thương và đặc biệt với những người tuổi ngọ này, trong tháng này là rất dễ này làm cho vợ mình tổn thương này. Đó, tiếp theo là chúng ta bính gặp giáp thì nó là thiên ấn đúng không ạ? Thì cái quan hệ tình cảm này tình cảm thì nó bị đi xuống đúng không ạ? Sức khỏe ngọ hỏa khắc tí thủy thì cũng là gì xấu. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta có may mắn cho những người tuổi tuổi, tuổi bính ngọ ấy là gì trong thời gian này cái sức khỏe thì có lưu liên bác sĩ nào đến. Đó. Như vậy là gì báo hiệu là sức khỏe có xấu thì gì cũng sẽ được gì cải thiện sẽ được lưu nuôi bác sĩ là có bệnh thì chữa khỏi mà những người bình thường cũng sẽ thì sẽ được khỏe mạnh hơn đó các lưu nuôi bác sĩ trong thời gian này thì bính gặp giáp thì nó là gì nó là thiên ấn nó là thiên ấn và bính gặp giáp là thiên ấn này bên cạnh đó lại có gì bính gặp giáp và thiên ấn thì cái thiên ấn nó nói là một điều trong thời gian này ấy, thì các bác được trợ lực nên là những người làm quản lý làm quan chức thì sẽ thuận lợi hơn à, trên con đường công danh sự nghiệp thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ các bác làm gì thì cũng thì cũng sẽ dễ thành công hơn những người khác và có đề xuất tăng lương tăng thưởng trong thời gian này thì cũng dễ được dễ được chấp nhận hơn. Đó. Tiếp theo là chúng ta có tí thì ẩn tàng hai thiên can là à một thiên can là quý đó. Tí ẩn tàng thiên can là quý. Bính gặp quý thì nó là chính quan. Nó chính quan nó cũng nói lên điều là công việc thì được thuận lợi, nhờ chính quan giúp đỡ và các bác làm với tinh thần vui vẻ hơn. Như vậy là gì? À, lại còn có thêm cái thằng lục tồn nó đáo nữa, lục tồn phúc đức và thiên đức đó nó báo hiệu là trong cái tháng này này trong tháng 11 âm lịch thì mặc dù bị gặp một diện tương xung đấy nhưng mà những người tuổi ngọ thì vẫn có nhiều cái may mắn vẫn gặp được may mắn vẫn công việc thì vẫn hay thông thuận lợi đó. vẫn được quý nhân tương trợ giúp đỡ và có lưu niên gì độc tồn nó chỉ về cái lọc từ trên trời rơi xuống vậy nên là các bác tuổi ngọ cũng tận dụng thời gian này nhé để chúng ta về đích sớm đến tháng 12 đúng không ạ và tháng cuối cùng chúng ta xét là tháng 12 tháng 12 chúng ta có ngọ gặp xửu đúng không ngọ gặp xửu là cung diện là lục hại cái cung diện tương hại ấy, thì cục diện tương hại nó ăn ngữ nó cũng làm cho là các bác thiếu tỉnh táo trong cái công việc và đánh mất đi cái sự sáng suốt thường ngày các bác trong thời gian này cũng nhìn nói chung là nhìn nhận sự việc ấy, thế nên là nhỉ nhìn, nhìn với một cái là lý trí hơn tránh để cái cảm xúc nó lớn áp nó làm ảnh hưởng đến cái công việc cũng như là để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó bên cạnh đó chúng ta có bính gặp ất thì nó là chính ấn đó. nó là chính ấn thì nó cũng nói lên một điều là trong thời gian này thì cũng được gì cũng được là có tiếng nói hơn nói chung là cái tiếng nói của bác các bác trong cái trong công ty trong tập thể thì cũng sẽ được người khác ghi nhận Đấy. và những ý tưởng những ý, ý, ý tưởng sáng tạo của các bác đưa ra thì cũng dễ được chấp nhận và khi mà áp dụng vào công việc thì cũng đem lại những cái thành quả tốt đẹp cho cho những người từ bên ngọ này. Đó. đó. bên cạnh đó là chúng ta có xỉu ẩn tàng ba thiên can kỷ tân và quý đúng không ạ chúng ta có bính gặp quý bính gặp kỷ thì nó là thiên toan, đúng không nó là thương quan thì cái thương quan nó báo là các bác này đấy công việc này có chính ấn có tiếng nói đấy nhưng mà vẫn bị kẻ khác ghen ghét à, ghen ăn tức ở và luôn là dè biểu bôi xấu thêm nữa là gì có tân đúng không ạ à, bính gặp tân là thiên tài thì cái công việc à, được hay thông thuận lợi và cái thời gian này các bác xin tham quan tiến chức thì cũng dễ được và thì từ đó kéo theo gì cái cái tài vận nó cũng đi theo và cái chính tài này thì là công việc chính của các bác ấy, nó cũng sẽ tốt lên đó và bính gặp quý là thương quan là à, chúng ta có bính gặp quý là chính quan cái chính quan này nó cũng nói là ẩn tàng sợ đằng sau, đường sau cái, cái 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 công việc này thì nó cũng sẽ được tốt lên do được chính quan giúp đỡ vẫn có người nhập giúp đỡ ngầm giúp đỡ nhá thì các bạn kia các bác yên tâm đó nhưng mà các bác lưu ý trong tháng 12 có lưu niên điếu khách điếu khách quan phù và đà la đây là ba cái hung tinh để nó chủ về cái chuyện mất mát về tiền bạc nhất là ông điếu khách này thì khả năng là các bác sẽ phải chi chi trả một cái khoản tiền nào đó vậy nên các bác là hãy trong thời gian này hãy dành tiền đi khám sức khỏe đi sắm tết đi mua sắm vân vân để cho nó hóa giải cái hạn này đi. Đó. Đó là những cái tháng mà cần lưu ý với những người tuổi Bính Ngọ sáu trong năm 2023 năm Quý Mão về cái dịp 6 tháng cuối năm. À, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 Nam mạng Cuối năm 2023 năm Quý Mão. Đó. cái tháng tốt nhất đối với các bác trong cái các bác tuổi Bính Ngọ 1966 ấy, trong thời gian này đó là chính là gì? Tháng 10 này. Đã, à, sức khỏe hơi xấu một tí nhưng mà có lộc có lọc có có sự có ấn nữa là công việc thì anh không thuận lợi đó. bên cạnh đó thì chúng ta còn một tháng nữa đó là tháng gì đó là tháng 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 8 tháng 8 và tháng 7 tức là tháng 7 tháng 8 này tháng 6 tháng 7 tháng 8 và tháng tháng 11 đó là những tháng tốt nhất với những người tuổi ngọ thì các bác nên tận dụng cái cơ hội này tận tận dụng cái thời điểm này để có thể mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn cũng như là tăng cường hợp tác với đối tác hoặc là gì có những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp làm nghiệp trong thời gian này cũng rất là tốt đó đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi sau tháng cuối năm âm lịch của những người tuổi Bính Ngọ 1966, năm nam mạng. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình nhé. Rồi, còn bây giờ xin cảm ơn.